Chào mừng các bạn đã quay lại kênh Nhân Laptop Hoàn Trọn Đời. Có rất nhiều bạn đặt một cái câu hỏi là với mà tầm 6 đến 7 triệu thì chúng ta có thể mua được một cái con máy mà để mà đáp ứng được cái nhu cầu về đồ họa hay không? Ví dụ đồ họa đây là ví dụ như là AutoCAD, Revit, SketchUp. Đối với các phần mềm về đồ họa Creative như là Photoshop, Corel, Illustrator thì với tầm 6 đến 7 triệu thì chúng ta có thể mua một cái con máy mới hoàn toàn á để mà phục vụ cái nhu cầu của mình hay không? Thì câu trả lời sẽ là không. Với cái tầm khoảng 7 đến 8 triệu thì chúng ta cũng chỉ có thể mua được một cái con máy Core i3 thế hệ 6, thế hệ 7, hiện tại nó đang là sắp ra đời là thế hệ 9. Bởi vì với những cái dòng máy này thì nó sẽ nó chạy ổ cứng HDD, nghĩa là ổ cứng cơ, cho nên là nó rất là chậm và nó sẽ không có card đồ họa. Như vậy thì cái câu hỏi là với tầm 6 đến 7 triệu thì chúng ta có thể mua một cái con máy cũ nhập khẩu mà nó tầm khoảng 3 năm, ví dụ như là 2014, 2015, 2016 gì đấy, thì hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu của mình về đồ họa. Cái video hướng dẫn hôm nay tôi sẽ sử dụng một cái con máy là Dell Latitude E5440 Core i7 4600U, RAM 4GB SSD 128, màn hình 14 inch. Thì nó có phiên bản là HD hoặc là HD cộng. Nếu mà phiên bản full HD thì sẽ cộng thêm 300.000. Đặc biệt với con máy này thì nó đang chạy card đồ họa là NVIDIA GT720M, có tốc độ là 2GB, cho nên nó khả năng đáp ứng với đồ họa là ok. Tuy nhiên để mà mua được một cái con máy như thế này, con máy cũ, con máy nhập khẩu, thì chúng ta phải cực kỳ lưu ý các bước test phần cứng cũng như là về ngoại hình. Thì ở đây tôi sẽ nhóm lại cho chúng ta thành có thể là 13 bước cơ bản, có thể nói là chi tiết luôn đó. Khi chúng ta đi lựa một con máy, nếu mà người nào mà không có rành á, chúng ta có thể note lại, ghi ra giấy, rồi chúng ta sẽ đến những cái cửa hàng á để mà chúng ta kiểm tra. Đầu tiên là cấu hình. Cấu hình thì thực ra thì khuyến cáo mọi người là không nên coi cấu hình. Thực ra mình chỉ cần mình nhấn ở đây có cái lệnh là DX, DIAG thì chúng ta sẽ coi cấu hình, nhưng mà nó sẽ không chi tiết. Cái chi tiết này có thể có một số cửa hàng không có, mình không có phải là đi chê một cửa hàng, nhưng mà cũng có rất nhiều cái đơn vị họ làm không có trung thực á, họ sẽ chạy được cái BIOS này, cho nên là cái cấu hình có thể thay đổi được. Cho nên là khuyến cáo mọi người là không nên mua ngoài chợ trời, chợ tốt hay là mấy cái ấy á. Dĩ nhiên nó không xấu, nhưng mà nhiều người mua 10 cái thì sẽ có thể bị dính hết 4-5 cái, bởi vì bản thân cục pin lỗi không đã bị mất hết 500 nghìn rồi. Về cái màn hình nó bị sọc, bản thân ngay thời điểm đó nó không sọc, nhưng mà về chúng ta đụng cái nó bị sọc, bởi vì nó bị sọc chỉ, nó gọi là trong cái chuyên ngành á. Ngoài ra nữa, máy dựng vì đang mua bán ở quán cà phê thì nó không có được bảo hành, nên mấy bạn đừng có ham rẻ. Tốt nhất á, ví dụ ở đây chúng ta cũng có thể coi được nè, ví dụ như là Latitude 5440 rồi BIOS. Cái BIOS này nó được cập nhật ngày 2 tháng 2 năm 2015. Processor là cái bộ xử lý á, Intel Core i7 4600U, CPU nó là xung nghiệp, nó là 2.1, nhưng mà nó có thể nó gọi là turbo boost, nghĩa là có thể nó khi mà xử lý nặng thì nó sẽ lên được 2.7. memory là RAM nè. Ngoài ra chúng ta có thể coi ổ cứng đấy. Bây giờ chúng ta sẽ test từng bước một. Bắt đầu tiên là chúng ta sẽ coi về cấu hình. Chúng ta tốt nhất chúng ta khởi động lại. Đối với dòng Dell thì chúng ta sẽ nhấn F2 để vào BIOS. Đối với HP thì chúng ta sẽ nhấn F10. Thì hầu hết tất cả các dòng máy đều là F2 và F10. Đây, chúng ta sẽ nhấn F2. Trong BIOS này chúng ta sẽ coi được rất nhiều thứ ở trong này. Ví dụ như đầu tiên là cái phần System Information thì chúng ta cũng thấy á, cái máy này nó đang chạy nè Memory Install, nghĩa là cái bộ nhớ mà được cài đặt ở trong đây gọi là 4GB.
TMA nghĩa là cái khe cắm một, nó có hai khe, nghĩa là cái RAM này, cái máy này sẽ tốc độ xử lý nó tối đa sẽ là 16GB, nên cái khe B nó đang còn trống nè. Ở dưới đây nó quan trọng nè, Processor Information Intel Core i7-4600U 2.1GHz. Thì nó đây là nó để luôn nè, Core Count nghĩa là nó được hai nhân nè, nhưng mà nó sẽ là hai nhân 4 luôn. Ổ cứng SSD nè, 120GB nè. Đó. Nghĩa là bước đầu tiên chúng ta sẽ coi được cấu hình rồi. À, bước thứ hai chúng ta sẽ coi về ngoại hình. Ngoại hình máy thì coi máy vỏ có sơn hay không. Các cổng kết nối như là USB, Vega, HDMI. Nó cái cổng của nó có bị lên ten nhiều không? Hoặc là mình khi mình cắm nhiều nó sẽ có cái dấu hiệu là bị rỉ sét. Đi mua thì chúng ta cần phải lấy cái USB chúng ta test cắm vào từng cổng một. Bước thứ ba chúng ta sẽ qua phần kiểm tra pin. Thì chúng ta sẽ vào cái phần cũng ở trong ở đây nè. Chúng ta sẽ vào cái phần battery information. Thì với cái dòng máy này nó đang là discharge này, qua bên phía tay phải là cái phần discharge gain, nghĩa là máy này không có sạc. Phần thứ hai quan trọng là cái phần heal, là nó có nhiều cái từ ngữ để mô tả, ví dụ như là excellent, normal hay là low. Tại vì excellent là cục pin này còn rất là tốt, normal là cục pin này nó đang ở bình thường, low là cái cục pin này rất là yếu. Thì chúng ta cũng có một cái phần mềm để test pin đó, như mà mình cũng nói đó, là cục pin các bạn quan trọng lắm. Đối với cửa hàng những laptop thì pin tối thiểu phải xài được 1.5 tiếng, nhưng mà hầu hết các cửa hàng khác thì chỉ test pin cho các bạn là 1 tiếng thôi, 1 giờ. Cục pin không nó cũng đã trị giá hết 500.000 rồi, cho nên mấy bạn đừng có ham rẻ. Thì nhiều người có cái nhu cầu mà làm việc cái cục pin nó đi ra ngoài mà cứ tối ngày kẹt kẹt cục sạc. Bước kế tiếp á thì chúng ta sẽ kiểm tra qua RAM. Chúng ta sẽ khởi động máy lại vô kiểm tra. Cái máy này nó chạy ổ cứng SSD và Core i7 nên là tốc độ xử lý nó cũng khá là nhanh. Cũng nói thêm là nhiều người đặt câu hỏi là với chip U thì có xài đồ họa được không? Thực ra chip U là chip mà tiết kiệm điện trước. Ngay thời điểm mà năm 2014 trở về trước á, thì có các máy nó còn có chip M. Tuy nhiên là 25, 25, 26, 24 trở về sau này hầu hết là những máy nó xài chip U. Nếu mà chip đồ họa thì nó sẽ có chip HQ và chip MQ. Đó. Thì mọi người sẽ để ý là cái chip U nhưng mà cái xung nghiệp của nó rất là cao. Ví dụ như con máy này xung nghiệp nó tới 2.1 lận. Thì nãy nói là khi mà nó boost lên, khi mà nó đòi hỏi cái CPU nó phải làm việc nặng thì nó sẽ có thể nó boost lên được tới 2.7GHz. Kế tiếp chúng ta sẽ kiểm tra RAM. Kiểm tra RAM thì bằng cách là chúng ta sẽ mở nhiều tab. Tại RAM á, chúng ta sẽ mở nhiều tab lên, nhiều tab web lên, 10 cái, 20 cái, mở YouTube nhiều lên. Thì khi mà nó bị RAM mà nó bị over đó, over nó gọi là overload, quá tải á, là nó sẽ bị đâm máy màu xanh liền. Nó gọi là màn hình chết chóc á. Thì chúng ta phải yêu cầu là đòi phải cửa hàng đó hoặc là cái công ty đó nó phải đổi cái RAM cho mình. Kiểm tra màn hình. Thực ra thì ở đây có cái bộ phần mềm test nè. Kiểm tra màn hình thì chúng ta sẽ coi nó có điểm chết hay không. Ví dụ như là chúng ta sẽ mở nhiều màu. Ví dụ đây mở màu trắng nè. Đó. Chúng ta sẽ mở màu xanh nè. Mở màu vàng nè. Mở rất là nhiều màu lên. Hoặc là mình lên YouTube á, mình gõ kiểm tra màn hình laptop, kiểm tra đó, kiểm tra màn hình nè, nó tự động nó chạy rồi, mọi người nhìn cái màn hình nó rồi mình ấy thôi, nó chạy, mình để xem được chết. Bước thứ 6 là bàn phím.
Bàn phím thì ở đây cũng có sẵn rồi nè, keyboard test nè đó. Hoặc là chúng ta lên Google cứ gõ luôn, mình test online luôn đó, thì mình sẽ kéo cái bàn phím mình coi coi nó có bị hỏng cái phím nào không đó. Rồi chuột trái chuột phải lên xuống gì đó chúng ta sẽ kiểm tra. Hoặc là đó như này mình lên đây nè, mình gõ là test keyboard online thì nó cũng vậy đâu, nếu mà mình chưa có phần mềm mình tải về nó cũng test bình thường ngon lành vậy đó. Đó bước thứ 8 là chúng ta sẽ kiểm tra qua cái touchpad mình di chuyển xem nó có mượt không, nó có chậm không. Thì lưu ý nữa là nếu mà cái touchpad của mình nó mà không sử dụng được, nó gọi là cái touchpad mình nó có cái chức năng là multi á. Multi nghĩa là sử dụng nó đa nhiệm trên cái touchpad, thì chúng ta phải cài cái phần mềm touchpad. Ví dụ như Dell thì nó cũng có cái touchpad, mình download driver về, HP nó cũng có, Sony cũng có, hầu hết các hãng nó đều có hết hỗ trợ cái này. Bước thứ 9 là chúng ta sẽ qua kiểm tra loa. Loa bằng cách là chúng ta sẽ mở YouTube lên nè. Chúng ta sẽ bật một cái bài hát nào đó. Để chúng ta nghe loa. Đó này, chúng mở to lớn nhỏ nè, coi loa nó có rè không. Bước thứ 10 là chúng ta sẽ kiểm tra cái ổ đĩa. Nếu mà các bạn, thực ra bây giờ cái nhu cầu ổ đĩa cũng ít có người xài, nhưng mà nếu mà nhiều cái phần mềm hoặc là mấy bạn mà làm bên kỹ thuật á, cái ổ DVD này cũng rất là cần thiết, bởi vì nó liên quan đến những cái vấn đề về nó là mấy cái tài liệu để nâng cấp á. Mấy bạn, chỉ có mấy bạn kỹ thuật mới hiểu. Nó chúng ta sẽ mở ra chúng ta xem và chúng ta thử đĩa. Kiểm tra rồi lấy đĩa ra chúng ta xem coi nó đọc tốt hay không. Không tốt thì chúng ta phải đổi cái ổ đĩa khác. Bước thứ 11 thì chúng ta kiểm tra pin. Hồi nãy cũng có chỉ cho mọi người kiểm tra pin đó. Thì thực tế ở ngoài đây nó cũng có một cái phần mềm để chúng ta kiểm tra pin cái độ chai á. Đây nó có cái phần mềm ví dụ như là Setup Battery Care. Đây nè. Cái phần mềm này nó kiểm tra cái độ chai pin. Thì mọi người cũng lưu ý là cái mấy cái phần mềm này nó chỉ test được cái dung lượng pin hiện tại thôi, chứ thực ra về xài thực tế thì những cái pin tuột nó sẽ không có chính xác được. Ví dụ như cục pin này ở dưới chúng ta sẽ thấy nè. Design capacity dung lượng nó là 66.600 miliwatt giờ thiết kế đó, thì tổng cái dung lượng hiện tại nó chỉ được có 46.886 miliwatt giờ. Ở dưới đây nó có một cái phần quan trọng đó, chính là phần wear level, nghĩa là cái độ chai pin, như cục pin này là bị chai 29.6%. Nghĩa là cái dung lượng pin này là 46.000 mấy, thì cục pin này tối thiểu nếu mà đúng của nó thì phải xài được tối thiểu 2 tiếng rưỡi. Nhưng nếu mà cục pin này không chai thì có thể chúng ta xài được 4 tiếng. Ngoài ra với những cái option máy này nó cũng có sẽ pin 9 cell thì nó thường khoảng 80.000 miliwatt giờ, xài cho chúng ta được khoảng 5-6 giờ hơn. Bước thứ 12 thì chúng ta sẽ kiểm tra cổng kết nối này, ví dụ như USB, Vega, HDMI. Đối với mấy cái dòng HP thì nó sẽ có là DisplayPort. Bước kế nữa là chúng ta sẽ 13 nữa là chúng ta sẽ kiểm tra Wi-Fi. Thì kiểm tra cái Wi-Fi bằng cách là
chúng ta khởi động đi lại và chúng ta mở, chúng ta tải download cái bài nhạc hay là một cái file nặng gì đấy về xem có ổn định, mà mức độ mà kết nối wifi nó có ổn định hay không. Bước cuối cùng chúng ta sẽ kiểm tra camera. Thì camera thì dễ lắm, mình lên Google nè, mình gõ nè test, tất cả trên mạng nó có hết á, test camera online bây giờ có hết rồi. Chúng ta nhấn vào cái biểu tượng này nè, chúng ta chờ một xíu, phía bên tay trái thường nè, nó hỏi là bên phía bên tay trái hiện là nhiều người nhấn vô hoặc là có nhiều cái trang web về nó. Thứ những cái trang web mà có cái này á thì là những cái trang web thường là nó có cái cơ chế là HTTPS. Cái này nó liên quan đến, nó hơi bị liên quan đến chuyên ngành nhiều quá. Thường mấy cơ chế web mà thường là mình HTTP nhưng mà nó có chữ S. Có chữ S nghĩa là cái chế độ security á, chữ S là viết tắt của chữ security, là trang web này rất bảo mật. Cho nên là khi mà nó hiện lên nó hỏi mình nè, có muốn sử dụng máy ảnh của bạn hay không thì mình cho phép để mình test cái camera của mình. Nó ngon lành chưa? Nó như vậy là hồi nãy giờ thì shop cũng hướng dẫn mọi người 13 bước cơ bản để mà kiểm tra một cái chiếc laptop cũ, một chiếc laptop nhập khẩu. Khi mà chúng ta đi mua thì chúng ta sẽ chuẩn bị cần gì? Thứ nhất là cấu hình, thứ hai là tổng quan về ngoại hình, thứ ba là kiểm tra pin, thứ tư là kiểm tra ổ cứng, thứ năm là kiểm tra RAM, thứ sáu là kiểm tra màn hình, thứ bảy là bàn phím, thứ tám là kiểm tra cái touchpad nó có nhạy hay không, thứ chín là kiểm tra loa, thứ mười là kiểm tra cái ổ đĩa DVD hoặc là cái ổ ghi, thì thứ 11 thì sẽ kiểm tra các cổng kết nối, thứ 12 là kiểm tra wifi và bước thứ ba là kiểm tra cái webcam. Lưu ý với mọi người, cái webcam á, có một số doanh nghiệp ở nước ngoài á, họ và dĩ nhiên có một số máy ở Việt Nam mình, mọi người rất là kỹ, người ta xài laptop là sẽ dán cái cam lại, tại vì người ta sợ bị hack á, bị lộ thông tin, bị nói chung là liên quan đến vấn đề về bảo mật của các doanh nghiệp, của cá nhân. Thì cho nên là một số dòng máy mà ở nước ngoài nhập về, có một số dòng máy sẽ không có camera, mặc dù bên trong nó có, nhưng mà cái viền, cái chỗ camera đó thì người ta sẽ bịt lại luôn, người ta bít lại. Cho nên là về Việt Nam mình, các bạn, các thợ, các cửa hàng sẽ dùng một cái khoan để khoan cái lỗ đó ra đó. Lưu ý mọi người, chứ không phải máy mà không có webcam, tất cả những máy nào cũng có webcam hết, nên là mình phải yêu cầu mình đi mua, mình kiểm tra cái vụ này. Ngoài các bước mà kiểm tra đó thì chúng ta sẽ nên là tham khảo trên mạng hay là mấy bạn bè xung quanh mình, cái nơi mà bán nó tin cậy, cái chế độ bảo hành nó ra làm sao. Tại vì bán thì lúc bán thì nói thế nào cũng được, nhưng mà cái lúc mà máy hư đó thì sẽ có xung đột trong cái vấn đề về đi bảo hành, bảo trì. Ví dụ như đối với cái dòng máy Dell E5440 này, Core 7, RAM 4GB, SSD 128, màn hình 14 inch, đặc biệt là cái phiên bản này có Vega rồi, nó đang xài là card NVIDIA GT 720M 2GB, cho nên tốc độ xử lý nó sẽ đảm bảo cho các bạn xử lý các phần mềm về đồ họa như là AutoCAD, Revit, SketchUp, các bạn về cơ khí, ví dụ như là Mastercam hay là Inventor, các vấn đề về đồ họa Creative như là Photoshop, Corel, Illustrator, khả năng về xử lý ứng dụng nặng nó khá là tốt, đảm bảo bao cho mấy bạn xài, nếu không xài được trả lại. Với cái phiên bản này, ở đây có hai phiên bản, một là phiên bản HDD 320GB thì bên Nhân Laptop bán 7.2 triệu, còn cái phiên bản mà ổ cứng SSD sẽ là 7.5 triệu. Chế độ bảo hành 6 tháng 1-1 trong 30 ngày, nghĩa là trong 30 ngày nếu máy bị lỗi phần cứng mà không có máy đổi thì sẽ hoàn lại tiền tất cả những máy ở những laptop. Ngoài ra chúng ta cũng có thể là mua cái thêm cái gói bảo hành như máy mới, một tháng sẽ cộng 100.000,
Đó, như máy mới, còn muốn mua cái thùng nữa thì có thùng thì cho. Đặc biệt là sẽ có hỗ trợ cho học sinh sinh viên, giảm 200 đến 300 ngàn cho học sinh sinh viên. Hơn nữa thì sẽ tặng kèm cái ba lô và chuột không dây. Cảm ơn mọi người đã xem video. Để mà mọi người cần thêm một cái video hay là một cái bài test nào đó thì shop sẽ chủ động và top sẽ làm cái video hướng dẫn cho mọi người. Cảm ơn mọi người. Nhân laptop nhiệt tình tận tâm, an tâm chất lượng.